Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến sự hiện diện của toàn thể quý vị đã có mặt trong sự kiện đặc biệt ngày hôm nay. Tôi vô cùng vinh dự đại diện cho viện thẩm mỹ Lavender gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến toàn thể quý vị đã đồng hành cùng Lavender trong suốt chặng đường 12 năm qua. Bằng tất cả tình cảm và sự biết ơn chân thành nhất, Lavender xây lên lâu đài sắc đẹp ngày hôm nay chính là món quà đặc biệt dành riêng cho tất cả các quý vị. Kính thưa các quý vị, chặng đường 12 năm trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, Lavender có được ngày hôm nay chính là nhờ sự ủng hộ và tin yêu của tất cả các quý vị. Đó là tài sản vô giá mà Lavender luôn luôn trân quý. Và đó cũng là nguồn động lực giúp Lavender luôn luôn cố gắng và nỗ lực hoàn thiện mình để không phụ lòng tin yêu của toàn thể quý vị. Và một lần nữa, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến toàn thể quý vị và cảm ơn quý vị đã cho Lavender có niềm tự hào được đồng hành cùng tất cả các quý vị trên con đường hoàn thiện nhan sắc và nâng tầm sắc đẹp. Và bây giờ xin mời các quý vị hãy cùng hướng về màn hình để cùng Lavender khám phá lâu đài sắc đẹp và những bí quyết làm đẹp dành riêng cho tất cả các quý vị trong đêm nay.